Chào mừng các bạn đã quay trở lại với El Clasico World, chương trình được lên sóng hàng ngày trên kênh MyTV Football. Tại đây, các khán giả sẽ được đến với những thông tin hấp dẫn bên lề liên quan đến hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những thông tin liên quan đến mặt lực lượng cũng như những chuyển động trên thị trường chuyển nhượng hè 2024 của Barcelona lẫn Real Madrid. Tình hình chuyển nhượng xoay quanh Barcelona và Nico Williams hay tương lai của thủ môn Lunin tại Bernabeu sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình ngày hôm nay và còn rất nhiều những thông tin hấp dẫn khác. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng đến với phần điểm tin. Theo những thông tin từ truyền thông Anh và Tây Ban Nha, Liverpool đang dành sự quan tâm lớn đến một ngôi sao đang thuộc biên chế của Real Madrid. Cầu thủ này trước đây vốn được gọi là tương lai của Santiago Bernabeu. Dù vậy, sau đó anh đã không đáp ứng được những sự kỳ vọng của các cổ động viên và buộc phải lang bạt đến những câu lạc bộ khác. Ngôi sao người châu Á đã tìm lại được phần nào phong độ của mình trong một mùa giải tại La Liga vừa qua và Los Blancos cho rằng đây là thời điểm thích hợp để bán đứt cầu thủ này nhằm thu về một số tiền nhất định. Trong khi đó, tương lai của thủ môn Lunin tại Santiago Bernabeu mùa hè này gần như đã được xác định theo những nguồn tin uy tín tại Tây Ban Nha. Trước đó, thủ thành người Ukraine đã đề xuất ý kiến được ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn và Chelsea được cho là bến đỗ mới của ngôi sao sinh năm 1999. Takefusa Kubo từng là cái tên trẻ đầy triển vọng trong màu áo của Los Blancos. Thế nhưng, ngôi sao người Nhật Bản lại không thể cạnh tranh với dàn sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cái kết là Kubo buộc phải chuyển đến Real Sociedad để tìm kiếm những cơ hội được chơi bóng. Trong một động thái chuyển nhượng mới đây, Liverpool bất ngờ đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Takefusa Kubo. Đội chủ sân Anfield đang cân nhắc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro của tiền vệ người Nhật Bản. Theo AS, nếu thương vụ trên xảy ra, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ hưởng lợi đáng kể nếu như tuyển thủ Nhật Bản chuyển tới Liverpool vào mùa hè năm nay. Đội bóng Hoàng gia sẽ thu về một nửa số tiền chuyển nhượng đúng như giao kèo trước đó giữa hai câu lạc bộ. Vì không có ý định chiêu mộ lại Takefusa Kubo, đội chủ sân Santiago Bernabeu sẽ đút túi 27 triệu euro mà chẳng tốn một giọt mồ hôi. Số tiền đáng kể này mang tới khoản lợi nhuận tài chính đáng kể, giúp Los Blancos tái đầu tư đội hình. Dù Liverpool và Real Sociedad vẫn chưa hoàn tất các thỏa thuận, tuy nhiên, việc The Kop tỏ ra nghiêm túc với thương vụ này có thể khiến mọi thứ diễn ra nhanh hơn. Đội bóng thành phố cảng coi anh là sự thay thế tuyệt vời cho Mohamed Salah trong tương lai gần. Đây chắc chắn sẽ là thương vụ mà Real Madrid rất muốn xảy ra, bởi đằng nào thì Los Blancos cũng không còn kế hoạch cho Kubo kể từ ngày anh rời đội bóng. Cũng theo thông tin từ AS, Real Madrid vẫn không có ý định để Lunin rời sân Bernabeu hè này. Thủ môn người Ukraine chỉ còn hợp đồng với Real Madrid đến tháng 6 năm 2025. Song, mối quan hệ đổ vỡ giữa ban lãnh đạo Los Blancos và người đại diện Mendes khiến thương vụ này trở nên khó khăn. Nhà đương kim vô địch châu Âu không hài lòng khi Mendes gây khó dễ cho họ trong thương vụ Lenny Zorro. Doanh nhân người Bồ Đào Nha khuyên Zorro không nên đến Real Madrid, thay vào đó nhận lời đề nghị từ Manchester United. Ông Mendes cũng đang là người đại diện của Andre Lunin và đang tìm mọi cách để đưa thủ môn này rời Real Madrid. Truyền thông Anh khẳng định Chelsea rất gần với Lunin, nhưng các nguồn tin nội bộ từ Real cho thấy điều ngược lại. Việc Lunin chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng giúp Chelsea tự tin không phải trả số tiền quá lớn cho cầu thủ. Tuy nhiên, Real Madrid tính đến phương án để Lunin rời đi theo dạng tự do hè 2025 bởi không hài lòng với cách Mendes xúi giục cầu thủ của mình. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng xem Lunin là một phương án dự phòng chất lượng trong khung gỗ, song sẽ gặp khó với ý muốn từ thủ môn người Ukraine. Dự kiến, Mendes và Chelsea sẽ có cuộc gặp với ba lãnh đạo Real Madrid trong tuần này để giải quyết tương lai của Lunin. Nếu đội bóng nước Anh không đáp ứng được các yêu sách từ Real, Lunin khó có thể rời sân Bernabeu hè này. Những thông tin xoay quanh thương vụ chuyển nhượng giữa Barcelona và Athletic Bilbao liên quan đến sao trẻ Nico Williams vẫn đang khiến các tờ báo tôn rất nhiều giấy mực. Gã khổng lồ xứ Catalan đang làm mọi cách để có thể có được chiếc ký của cầu thủ chạy cánh sinh năm 2002 ngay trong mùa hè này. Trong khi đó, thì Athletic Bilbao vẫn đang cho thấy động thái cứng rắn của mình và sẽ không chấp nhận nhượng Barcelona nếu như không nhận được số tiền đã yêu cầu trước đó. Ở một diễn biến khác, thì với chính sách và vấn đề tài chính lúc này, Barcelona đang tính tới việc đẩy đi một vài cầu thủ để giảm bớt quỹ lương cho mùa giải sắp tới. Mới đây, theo báo chí Tây Ban Nha, một ngôi sao trong đội hình nhiều khả năng sẽ phải ra đi ngay trong mùa hè này. Đáng chú ý khi cầu thủ này mới chỉ cập bến Sporting Camp Nou một năm về trước. Sau kỳ Euro bùng nổ để giúp đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, Nico Williams đã trở thành mục tiêu được nhiều câu lạc bộ hàng đầu săn đón. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Barcelona hiện đang dẫn đầu cuộc đua khi gã khổng lồ xứ Catalan sớm tiếp cận ngôi sao 22 tuổi và đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc đàm phán thỏa thuận cá nhân.
Cập nhật diễn biến liên quan đến thương vụ này trên mạng xã hội X, nhà báo Fabrizio Romano cho hay, Barcelona ngày càng tự tin nhận được đèn xanh từ Nico Williams về các điều khoản hợp đồng. Câu lạc bộ hiện đang khá chắc chắn về việc đã thuyết phục được Nico về dự án, với việc La Liga chấp thuận luật công bằng tài chính là bước quan trọng. Barca sẽ làm mọi cách để đưa Williams về Camp Nou. Họ xem việc kết hợp giữa anh và tài năng trẻ Lamine Yamal sẽ có thể tạo ra cuộc đối đầu ngang tài ngang sức với hàng công toàn sao bên phía Real Madrid. Để giải quyết vấn đề tài chính, Barca dự kiến sẽ hỏi mượn Williams kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Athletic Bilbao có chấp nhận lời đề nghị này hay không. Theo báo chí Tây Ban Nha, ba lãnh đạo Barca sẵn sàng bán tiền vệ người Đức Ilkay Gundogan cho các câu lạc bộ ở Trung Đông để giải phóng quỹ lương và tích lũy ngân sách chuyển nhượng cho hè này. Mundo Deportivo khẳng định Barca nhận lời đề nghị hỏi mua Gundogan từ Ansat và câu lạc bộ xứ Catalonia đang thuyết phục cầu thủ đồng ý sang Qatar. Tại đây, Gundogan sẽ nhận được hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương hậu hĩnh. Cầu thủ người Đức vẫn đang suy nghĩ về khả năng sang Trung Đông thi đấu. Gundogan còn hợp đồng với Barca đến tháng 6 năm 2025. Gia đình của tiền vệ này cũng thích khí hậu nắng ấm và cuộc sống tại Barcelona. Chính vì vậy, cựu sao Dortmund không có gì phải vội vàng. Barca hy vọng Gundogan sẽ chuyển sang Ansat bởi câu lạc bộ xứ Catalonia đang cần tiền để chi 58 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng cho thương vụ Nico Williams. Ở tuổi 33, Gundogan đang nhận mức lương 9 triệu euro mỗi năm sau thuế tại sân Camp Nou. Tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ vừa trải qua mùa giải 2023-2024 không quá xuất sắc cùng Barca. Đó là lý do đại diện xứ Catalonia hy vọng bán được cầu thủ cho Ansat nhằm thu hồi vốn và giải phóng quỹ lương. Các bạn nhìn xem áo thi đấu của Real Madrid 10 năm trước được không ạ? Nhưng không phải đâu, đó chính là mẫu áo thứ 3 của Real Madrid ở mùa giải sắp tới đấy. Và chính Minh Hải cũng lầm tưởng nhìn thấy nó lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Với màu cam chủ đạo thì đây rõ ràng là mẫu áo thi đấu mang đến nhiều sự phấn khích cho khán giả. Mình lướt một vòng mạng xã hội ngày hôm qua thì thấy rất nhiều comment tích cực khen ngợi mẫu áo này. Và chắc hẳn cũng có rất nhiều các fan hâm mộ của Real Madrid chung suy nghĩ với Minh Hải phải không nào, khi liên tưởng tới bộ ba BBC ngày nào của Kênh Kênh Trắng cũng trong màu áo cam này thời điểm 10 năm về trước. Benzema, Bale và Ronaldo thực sự là một nỗi khiếp sợ cho cả châu Âu thời điểm ấy. Những khoảnh khắc Ronaldo và Bale cùng nhau đứng hiên ngang trước các quả đá phạt hay những màn ăn mừng đầy nhiệt huyết của Benzema đã in sâu vào ký ức của các Madridista rồi. Thực sự khi mà nhìn màu áo cam của Real Madrid lúc này thì có quá nhiều sự hoài niệm ở trong đó. Đúng mùa giải mà Los Blancos đã hoàn tất giấc mơ The Cima của mình. Và giờ đây, 10 năm sau ở thời điểm năm 2024, cũng trong màu áo cam này, Real Madrid đang sở hữu bộ ba hàng công hàng đầu châu Âu. Kylian Mbappe, Vinicius và Rodrigo, và chắc hẳn nhiều Madridista cũng rất muốn những ngôi sao này lại tái hiện lại hình ảnh đỉnh cao của những người đàn anh trong quá khứ phải không ạ? Nhận được nhiều phản hồi tích cực như vậy thì Minh Hải tin chắc rằng mẫu áo đấu màu cam này sẽ cháy hàng trong thời gian sắp tới, giống như áo đấu số 9 của Mbappe đang diễn ra vậy. Dự kiến thì Real Madrid sẽ lại phá vỡ kỷ lục doanh thu về bàn áo đấu ở mùa hè năm nay, và rõ ràng đây là thông tin tích cực trước thềm mùa giải mới. Đó là những ý kiến và cảm xúc của mình về mẫu áo đấu thứ 3 của Real Madrid. Các bạn thì sao? Hãy cho mình ý kiến nhé! Real Madrid đã có cho mình chữ ký của Kylian Mbappe, và đó thực sự là quả bom tấn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cùng với đó, Los Blancos cũng đã sở hữu được thần đồng Brazil mang tên Endrick. Rõ ràng, Kênh Kênh Trắng đang có những hoạt động hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng, và nó trái ngược hẳn so với tình cảnh của Barcelona vào lúc này. Gã khổng lồ xứ Catalan vẫn đang chưa tìm được phương án để chiêu mộ Nico Williams, dù họ đã theo đuổi sao trẻ này từ tháng 6 vừa qua. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những phản ứng đến từ các fan quốc tế để xem họ nhận định ra sao về tình cảnh của Real Madrid và Barcelona ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay nhé. Trong khi Barcelona đang vật lộn với nhiều vấn đề, Real Madrid lại thoải mái bước vào mùa giải 2024-2025 với mục tiêu chinh phục nhiều vinh quang mới. Hôm 16 tháng 7, chỉ trong khoảng 10 phút tại sân Santiago Bernabeu, Kylian Mbappe liên tục hô lên logo của đội bóng trong buổi ra mắt câu lạc bộ mới, một hành động khiến không ít người chú ý. Khoảnh khắc ấy dường như mở ra một kỷ nguyên mới cho Los Blancos, nhưng Mbappe lập tức ghi điểm. Anh thể hiện thiện chí ngay trong những buổi làm quen đầu tiên với các đồng đội hay huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Việc chân sút người Pháp sẵn sàng chơi ở bất cứ vị trí nào mà thuyền trưởng người Italia yêu cầu mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Trong ngày Real hoàn tất đội hình trong mơ, Barcelona lại phải chật vật với những vấn đề của mình. Thực tế, Barca mua nhiều trong hai mùa giải gần nhất, nhưng họ chưa có bộ khung ổn định như Real. Mùa giải vừa qua chứng kiến sự vượt trội của Real so với đại kình địch. Bằng chứng là Kênh Kênh Trắng thắng cả hai lượt trận El Clasico tại La Liga. Họ vô địch La Liga, siêu cúp Tây Ban Nha và có lần thứ 15 chạm tay vào vinh quang Champions League. Sau mùa 2023-2024, Toni Kroos giải nghệ, còn Luka Modric đã giả.
Song Real chưa bao giờ cho cảm giác đội hình của họ sẽ yếu đi. Ngược lại, đội bóng này luôn tìm cách nâng cấp sức mạnh từ trước, qua đó tránh việc bị động trong chuyển nhượng. Trường hợp của Karim Benzema là một ví dụ điển hình. Real mất chân sút số 1 nhưng vẫn bá đạo trên mọi đấu trường, và giờ họ có Mbappe để hướng tới những thành công mới. Chủ tịch Florentino Perez cũng kiểm soát quỹ lương cực tốt. Tình cảnh giữa Barca và Real quá trái ngược. Hồi đầu mùa giải trước, giới hạn lương của Barcelona đã bị giảm gần 50%, từ 558 triệu bảng xuống còn 232 triệu bảng. Vào đầu năm nay, theo ESPN, mức giới hạn lương này giảm xuống chỉ còn 180 triệu bảng. Thử đặt ra so sánh, giới hạn lương của Real Madrid ở mức 618 triệu bảng, một con số rất ấn tượng trong bối cảnh Los Blancos thường xuyên thực hiện thương vụ chuyển nhượng hiệu quả, đồng thời không để quỹ lương phình to. Bất chấp liên tục bán đi những thứ như bản quyền truyền hình trong nước và cổ phần của công ty sản xuất nội bộ Barca Studio, câu lạc bộ chủ sân Camp Nou vẫn ở trong tình trạng khó khăn về mặt tài chính. Năm 2017, Barca để Neymar ra đi và thu về 220 triệu euro, song lợi nhuận thực tế chỉ đạt 30 triệu euro cho thương vụ này. Ở bất kỳ công ty nào, nếu bạn chỉ nhận được 30 triệu euro cho một thỏa thuận 222 triệu euro, bạn sẽ bị sa thải. Barca luôn trong tình trạng khủng hoảng. Hôm nay họ có bánh mì, ngày mai họ lại đói khát, một nguồn tin nội bộ tiết lộ với ESPN. Giờ thì Barca phải tiếp tục bán tháo cầu thủ. Frankie de Jong nhận lương cao chót vót nhưng Barca gặp khó khi đẩy đi cầu thủ này. Ngược lại, thương vụ Nico Williams bế tắc bởi Barca không có nhiều tiền mua sắm. Sau từng ấy điều tôi vừa kể ở trên, quả thực nếu nói Real Madrid đang bỏ xa đại kình địch quá xa trong một mùa hè sôi động như thế này là hoàn toàn đúng. Vừa đó là tất cả những gì hay nhất có trong El Clasico World ngày hôm nay. Hy vọng các khán giả đã có thêm cho mình những thông tin hấp dẫn và bổ ích liên quan đến hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid trong vòng 24 giờ qua. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại ở những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!